Thưa quý vị, tối ngày 17 tháng 10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 3.193 ca mắc COVID-19, trong đó có 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước, giảm 36 ca so với ngày trước đó. Hiện Việt Nam đã tiêm gần 62 triệu liều vaccine cho người dân. Tối ngày 17 tháng 10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 3.193 ca mắc COVID-19, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước, giảm 36 ca so với ngày trước đó. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 1.059 ca, Bình Dương 537 ca, Đồng Nai 517 ca, Tây Ninh 156 ca, An Giang 117 ca, Kiên Giang 93 ca, Sóc Trăng 64 ca, Long An 54 ca, Cà Mau 48 ca, Tiền Giang 46 ca, Khánh Hòa 40 ca, Đồng Tháp 38 ca, Bình Thuận 38 ca, Cần Thơ 29 ca, Quảng Ngãi 28 ca, Hậu Giang 27 ca, Thanh Hóa 25 ca, Gia Lai 24 ca, Đắk Lắc 22 ca, Hà Nam 22 ca. Các tỉnh thành Quảng Nam 19 ca, Vĩnh Long 15 ca, Nghệ An 14 ca, Trà Vinh 14 ca, Bình Phước 12 ca, Bạc Liêu 12 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 10 ca, Hà Nội 10 ca. Hà Giang 9 ca, Ninh Thuận 9 ca, Phú Thọ 8 ca, Bình Định 8 ca, Bến Tre 7 ca, Đắk Nông 6 ca, Con Tum 5 ca, Quảng Bình 5 ca, Hải Dương, Lâm Đồng, Hà Tĩnh cùng có 4 ca, Phú Yên, Lào Cai cùng có 3 ca, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Điện Biên cùng có 2 ca, Quảng Trị, Bắc Ninh, Làng Sơn, Tuyên Quang cùng có 1 ca. Theo thống kê, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Sóc Trăng giảm 78 ca, Bình Thuận giảm 78 ca, Tiền Giang giảm 75 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là thành phố Hồ Chí Minh tăng 269 ca, Bình Dương tăng 152 ca, Đồng Nai tăng 120 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 864.053 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức bình quân cứ 1 triệu người có 8.775 ca nhiễm cũng trong ngày 17 tháng 10, số liệu tổng hợp ghi nhận có 63 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 38 ca, Bình Dương 13 ca, Đồng Nai, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đắk Lắk cùng có 2 ca, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Bình Thuận, Đắk Nông cùng có 1 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính tới nay là 21.194 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Về tình hình tiêm chủng, tới nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 61.919.937 liều, trong đó tiêm một mũi là 44.070.286 liều, tiêm mũi 2 là 17.849.651 liều. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pheloa vòng pháp luật tb.vn để nhận những ngay quà tặng và những bút hấp dẫn